For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News TV. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung đáng chú ý. Ước mình cùng bay, dự báo là bom tấn, phim truyền hình Việt lấy lại được khán giả. Ước mình cùng bay là bộ phim về gia đình, tuổi trưởng thành đặt trong bối cảnh của những thay đổi mạnh mẽ, đôi khi khốc liệt của xã hội Việt Nam trong thế kỷ 21. Phim kể về số phận của những con người mong muốn thoát nghèo, họ buộc phải bước vào cuộc mưu sinh với nhiều ước mơ, hoài bão và mất mát. Dàn diễn viên tươi mới với nhiều màu sắc đa dạng như Kiều Trinh, Võ Điển Gia Huy, Á hậu Thùy Dung, Trịnh Thảo, Quang Đại, Lãnh Thanh cũng là điểm nhấn cho bộ phim này. Làn gió mới trong năm 2024. Đặc biệt, Ước mình cùng bay là bộ phim truyền hình đầu tiên của Phan Đăng Di, đạo diễn tên tuổi trong dòng phim nghệ thuật độc lập của điện ảnh Việt. Những bộ phim anh thực hiện như Khi tôi 20 và các phim điện ảnh Chơi vơi, vai trò biên kịch, Bi đừng sợ, Cha và con và Chàng dâng cá, Nàng ăn hoa vừa ra khỏi phạm vi Việt Nam, vươn ra thế giới và giành được nhiều giải thưởng quốc tế. Ngay khi khởi động, Ước mình cùng bay đã được chú ý vì hành trình sản xuất phim ấn tượng. Phim khởi quay năm 2020, một thời gian sau đó, thành phố Hồ Chí Minh phải phong tỏa vì dịch Covid-19. Sau khi tình hình ổn định, đoàn phim mới tiếp tục hoạt động. Mới đây nhất, ekip sản xuất đến Đài Loan để quay những cảnh còn thiếu. Giới làm phim và khán giả hy vọng một đạo diễn có tiếng như Phan Đăng Di lần đầu thực hiện phim truyền hình thì chắc chắn sẽ mang đến làn gió mới cho phim truyền hình trong năm 2024 này. Tuy có những tín hiệu tích cực, nhưng phim truyền hình Việt vẫn còn nhiều nỗi lo lắng cần giải quyết để lấy lại tình yêu với khán giả. Biên kịch Đặng Thanh lấy phim Tết ở làng địa ngục làm ví dụ, mặt hạn chế của phim truyền hình. Tết ở làng địa ngục khai thác những phong tục cổ lậu của Việt Nam, được lên sóng Netflix như làn gió mới thổi vào giới trẻ làm phim dám nghĩ dám làm. Nhưng bộ phim lại không phát sóng trên truyền hình chính thống bởi các yếu tố ma mị, kinh phí đầu tư cao, phim có những cảnh kinh dị không phù hợp. Theo chị, yếu tố kinh phí thực hiện là một bài toán thực tế, các nhà sản xuất chú trọng hơn nữa. Những khoản đầu tư trong phim đều phải được bảo toàn về mặt chất lượng lẫn doanh thu của phim. Phim Việt lạm dụng chủ đề gia đình, quay như sitcom. Một tập phim 45 phút chỉ cần quay trong 3 bối cảnh lớn, một bối cảnh lẻ. Những thiếu thốn này khiến phim không đạt được yêu cầu đặt ra ngay từ đầu. Còn đạo diễn Hoàng Anh thì chia sẻ thêm, phim Việt vẫn còn khó khăn do nguồn nhân lực được đào tạo bài bản chuyên sâu còn quá nhiều hạn chế. Tư duy của nhiều nhà sản xuất vẫn đặt mục tiêu khai thác lợi nhuận lên hàng đầu, trong khi phim ảnh là một ngành kinh doanh đặc thù, đòi hỏi phải cân bằng giữa lợi ích kinh tế và tính nghệ thuật. Chị nói thêm, bên cạnh đó chúng ta vẫn chưa có các quỹ đầu tư lớn thật sự. Để hỗ trợ các nhà làm phim trẻ, nhà làm phim độc lập đã đặt ra rào cản rất lớn cho sự sáng tạo của người làm phim, khiến phim Việt có nội dung nghèo nàn, quanh quẩn, đồng thời thiếu hẳn đi một tầm vóc. Những thông tin này cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để liên tục được cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.